Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu được rước lên trời. Luca chương 24. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Lễ Chúa Thăng Thiên là một lễ trọng cho loài người. Thân xác của Chúa Giêsu đã chết nhưng được phục sinh và bắt đầu được hưởng vinh quang thiên quốc. Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ nhiều lần để củng cố đức tin và dạy dỗ họ. Rồi có một ngày, Ngài nói lời chia tay. Từ nay, Ngài sẽ không hiện ra với họ nữa. Ngài về với thế giới của Thiên Chúa Cha. Giờ đây, Ngài mới được hưởng vinh quang trọn vẹn khi ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Lễ Chúa Thăng Thiên là một lễ trọng cho loài người, vì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã vào nước trời với thân xác phục sinh của mình, với toàn bộ nhân tính đã được biến đổi của mình. Giờ đây, trong thế giới của Thiên Chúa, có sự hiện diện của một người anh em với chúng ta, đó là Chúa Giêsu phục sinh với những dấu đinh. Ngài là con người đầu tiên được vào nước trời. Ngài là đầu mở cửa cho cả nhân loại đi vào nước Cha. Mừng lễ kính Chúa Thăng Thiên là mừng sự thành tựu của một con người mang tên Giêsu. Giêsu ấy có thân xác như ta, sống phận người lông đông, nhọc nhằn loan báo tin mừng cho người nghèo, và cuối cùng chết thảm thiết trên thập giá. Giêsu ấy đã được Thiên Chúa Cha tôn vinh và trở nên niềm hy vọng cho những ai đang vất vả ở đời. Chúng ta tin đời mình sẽ có một kết cục tươi tắn, sẽ có một chỗ bên cạnh Giêsu, đấng mình đã tin và theo.
Chúa Giêsu về trời cả hồn lẫn xác, nên lễ Chúa Thánh Thiên là lễ tôn vinh thân xác con người. Thế giới tiến bộ mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật, nhưng thân xác lại bị coi khinh dưới muôn ngàn cách thức. Chính khi đòi tự do cho thân xác, người ta lại làm thân xác thành nô lệ. Những cuộc chiến, những xung đột, những ích kỷ đã cướp đi biết bao mạng sống con người. Cả những thai nhi cũng bị từ chối quyền sống. Thân xác không còn là đền thờ của thánh thần. Thân xác ô uế không còn là chi thể của Đức Kitô. Chúa Giêsu về trời sau khi đã hoàn thành sứ mạng Cha trao. Ngài khép lại một giai đoạn của lịch sử cứu độ và Ngài mở ra một giai đoạn mới cho giáo hội. Các môn đệ phải trở nên những chứng nhân của Ngài. Nhân danh Ngài, họ phải đi rao giảng cho mọi dân tộc, mời gọi người ta hối cải để được ơn tha thứ. Như thế, các môn đệ sẽ tiếp nối công việc của Thầy. Thầy đã làm cuộc xuất hành lên Jerusalem. Họ cũng phải làm cuộc xuất hành từ Jerusalem đến mọi miền trên thế giới. Như Thầy Giêsu, họ sẽ không tránh khỏi từ bỏ mình, chịu nhục nhã, khổ đau và cái chết. Điều khiến họ vững tâm là Thánh Thần. Thầy sẽ gửi lời hứa của Cha Thầy trên anh em. Như thế, Thánh Thần là quà của Cha do Chúa Giêsu gửi đến. Chúa Giêsu khuyên các ông cứ ở lại Jerusalem để chờ đợi biến cố lớn lao này. Biến cố khiến họ được mặc lấy sức mạnh từ trên cao. Mừng lễ Chúa về trời trong vinh quang, chúng ta hiểu trần gian chỉ là trạm dừng chân. Ta sống trên đời như khách hành hương về quê thật. Thanh thoát với mọi hấp dẫn mê hoặc của trần thế. Bình tâm sử dụng mọi sự như phương tiện đưa ta về. Chúng ta quý trần gian vì qua đó mới vào được nước trời. Và muốn trần gian này thành hình bóng của thiên quốc. Con người hôm nay chênh vênh giữa trời cao và vực thẳm. Chúa đã cho chúng con tự do để chọn giữa thiện và ác, giữa đồng cảm và vô cảm, giữa chân lý và dối trá, giữa tha thứ và hận thù, giữa hiệp nhất và chia sẻ. Chúa đã được vươn cao khỏi mặt đất và Chúa hứa sẽ kéo mọi người lên. Vậy mà chúng con hôm nay vẫn còn chênh vênh. Cuộc đời này có bao điều hút chúng con xuống, khiến chúng con cứ bị giằng co, nghiêng ngả. Xin giúp chúng con buông bỏ những đam mê trần tục, để dám chọn điều Chúa đã chọn trên thánh giá. Chọn khó nghèo, nhục nhã, chọn tự hạ, khổ đau. Nhờ sức mạnh cứu độ của Thánh Giá Chúa, xin đưa chúng con ra khỏi thế đứng chênh vênh để trọn vẹn thuộc về Chúa.
Ngày 29 tháng 5, Thánh Maria Anna de Paredes, sinh năm 1618, mất năm 1645. Thánh Maria Anna còn được gọi là Bông Huệ Quy Tô. Ngài có cuộc đời rất giống Thánh Rosa ở Lima. Ngài cũng hãm mình, sống cô độc, được xuất thần và có ơn nói tiên tri. Sinh ở Quito, Ecuador, ngay từ khi còn nhỏ, Maria rất sùng kính Đức Mẹ và đã muốn đi tu. Lúc 10 tuổi, Ngài thề sống khó nghèo, khiết tịnh và dân phục. Lúc đầu, Ngài muốn trở thành một nữ tu dòng Đa Minh, nhưng sau đó, Ngài gia nhập dòng Ba Francisco, trở nên một ẩn tu sống khắc khổ trong nhà người chị dưới sự linh hướng của cha dạy tội dòng tên. Cũng như Thánh Rosa, Maria Anna thường tự cho mình là Maria Anna của Chúa Giêsu. Ngài chăm sóc người nghèo và dạy dỗ các trẻ em người thổ dân ngay tại nhà của mình. Về lối sống khắc khổ, Ngài ăn rất ít và ngủ có 3 giờ mỗi đêm. Ngài được ơn tiên tri, biết được tâm hồn người khác, chữa lành người bệnh tật qua dấu thánh giá hoặc rảy nước phép. Và đã có lần, Ngài làm cho người chết sống lại. Sau trận động đất năm 1645 ở Quito, một trận dịch lan tràn và Maria Anna đã dâng hiến cuộc đời mình để hy sinh cho thành phố. Và thật vậy, Ngài đã từ trần ngay sau khi trận dịch bắt đầu giảm bớt. Ngài được phong thánh năm 1950. Lời bàn. Thánh Francisco Assisi đã chiến thắng chính mình khi Ngài ôm hôn một người cùi. Nếu sự từ bỏ mình không dẫn đến đức bác ái, thì việc ăn năn đền tội đã mất lý do chính đáng. Sự hy sinh hãm mình của Thánh Maria Anna đã giúp Ngài nhạy cảm hơn với nhu cầu của tha nhân và can đảm hơn khi phục vụ người nghèo. Lời trích. Khi được thúc giục bởi tình yêu Thiên Chúa và đồng loại, Thánh nữ đã tự hành hạ thân xác mình để đền bù tội lỗi cho tha nhân. Quên đi thế giới chung quanh và Ngài đã đắm chìm trong sự ngây ngất như được nếm trước hạnh phúc vĩnh cửu. Do đó, Ngài được biến đổi và phong phú hơn bởi ơn Chúa. Với tất cả khả năng, Ngài thật hăng say lo lắng đến sự cứu độ không những cho chính mình mà còn cho người khác. Thánh nữ độ lượng giúp dơi bớt sự bất hạnh của người nghèo và xoa dịu sự đau khổ của người đau yếu. Khi các thiên tai như động đất và bệnh dịch làm kinh hãi người dân thành phố, Thánh nữ đã phấn đấu qua sự cầu nguyện, sự đền tội và sau cùng, Ngài đã dâng hiến cuộc đời mình để nài xin lòng thương xót của Chúa Cha mà Thánh nữ không thể hoàn thành được bằng nỗ lực con người. Đức Giáo Hoàng Pio XII. Chúa Giêsu buổi sáng.
10 ngày mà Thiên Chúa sai những môn đệ ra đi, tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã khởi sự. Và con
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.